nghe nói về thiền tâm mà chưa mới gặp đây. Hồi thiền nguyện à, thiền tâm phải không? Thiền tâm là con. À, thiền tâm. Dạ, có nghe nói trên YouTube. Không có người chuyện trò, không tự làm được những việc cá nhân như mặc áo, vệ sinh hay tắm gội. Không biết cái máy tính nó hình tròn hay là hình vuông, không hiểu ngã ba, ngã tư để làm gì. Đi ra đường và nhắm mắt lại vì sợ thấy người lạ, họ bắt cóc mình thì sao? Bắt mình thêm tốn cơm, tất cả mọi thứ mình đều tưởng tượng qua những câu chuyện cổ, cuộc đời như trang tiểu thuyết. Kính thưa quý vị, Thủy Tiên của chúng ta khi nãy thì nói tròn vành đổi chữ, còn Thế Huy, nhân vật nhà thơ chúng tôi ngồi góc cạnh bên kia, người sinh ra tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, sinh ra trong cuộc đời này đã không trọn vẹn và không lành lặn. Anh giống như một hạt mít đang lan giữa cuộc đời vậy. Anh không biết làm gì, kể cả thân thể của mình cũng không tự chăm sóc được. Thế mà bằng nghị lực, Huy lớn lên, Huy lọ mọ bò ra cái ngôi trường học ở gần đó, lắng nghe thầy giáo giảng, tự biết con chữ, tự về, tự ghi được, tự mày mò, tự học được chữ, và rồi tự biết làm thơ. Và cuộc đời nó cho anh một nghị lực phi thường, không thể nuôi sống được bản thân nhờ rất là nhiều những bạn đồng hành bên cạnh đó, thì giúp cho Quy một chiếc xe và bắt đầu cái hành trình nuôi sống cuộc đời mình bằng cách bán vé số mưu sinh và sau đó là bán hương. Và hiện nay cái công việc chính của Thế Quy để nuôi sống cuộc đời mình đó là bán hương. Dạ, bán hương. Dạ, dạ bán hương. Thế Quy à, kính thưa quý vị, trên cái hành trình bán hương của mình đấy, thì Thế Quy đã để lại cho cuộc đời một bài thơ nói về tâm sự của người bán hương. Chúng ta rất là ngỡ ngàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thơ đó qua giọng ngâm của nghệ sĩ Quốc Chuẩn. Chúng ta sẽ một tràng vỗ tay cho nghệ sĩ Quốc Chuẩn với bài thơ Khách hàng thượng đế sống sớm là nhà, tay không níu vằn tay ga, chân có ta lại người kẻ khó người dễ chơi, mình nghiêng cổ phèo ta cười vô tư, người thì khen kẻ che hơn đã bán hương lắc lư lửa mặt hướng xương năm đời giờ hay ế đắc lỗ lời có không cũng chỉ cuộc chơi thôi mà gã bán hương chính là ta thích xong rồi vết tôm ba vui trò người thương năm đã dũng kẻ qua vô thân vất bỏ vài đồng có hôm buồn buồn chạy rầm rầm có hôm vui sướng nghe lòng hát vang có hôm kẻ cướp phũ phàng có hôm người lạ lòng vàng chờ chờ ta lòng gã bán hương què hát vang với nhau có thank you.
và nó mang ảnh cho đồng chí trên lan trời mạng xã hội, người ta không tin rằng đây là một chuyện có thật. Thưa quý vị, Lộc khẳng định với cuộc đời rằng tất cả chúng ta có đời này ai cũng có quyền hạnh phúc. Tôi xin gặp vỗ tay cho hạnh phúc của gia đình Thế Quy và Quốc Phượng. Xin cảm ơn Thế Quy. Về nay Quốc Phượng cũng sinh sống bằng nghề đó là Quốc Phượng có một cái xe như thế này và chở theo phía sau là rất nhiều những cái loại rau củ quả, những cái hàng hóa để mà bán ở khu chợ quê đủ nuôi sống và hai vợ chồng. Xin được cảm ơn cuộc đời và cảm ơn những người đã cùng để theo dõi trong chương trình Facebook Pháp Trực Tiếp. Cảm ơn các quý vị ở từng làng quê của Nam Tôn mỗi ngày ra chợ mua hành. Vậy em phụ huynh bằng lớp 3 bài Tôi Đã Khóc, bài xứ của ba. Từ cái bài thơ này sau đó sẽ gặp Út Lì và cái Duyên vợ chồng. Tôi đã khóc cho mảnh đời bất hạnh, chẳng phải tôi mà giả cảnh một người. Trải niềm riêng tôi
bằng căng thẳng và tình yêu giữ tiền đưa em vào đến màu trời bằng chân thành và tình yêu diễn tuyệt đưa em vào đến mộng trộn niềm thương. Hay quá, hay quá, quá tuyệt vời, dễ thương quá. Duyên khi được tham gia chương trình của nghệ sĩ Ngọc Sa, bản thân con đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm Đại học Huế. Hôm nay có dịp được người đây để góp vui những tiết mục gửi đến với chú anh chị, gửi đến chú nghệ sĩ và tất cả các nhà thân ở đây. Và ca khúc tiếp theo con xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Con đường xưa em đi. Xin mời bà con mình cùng lắng nghe. Vang lên mái tông thề, ngõ hồn dâng tái đêm. Anh làm thơ phú quý, khen qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã đi. Những mùa trăng phú quý, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi khi ngóc theo đường vắng quê hỏi con ai cô chi em ơi nhìn gió đến nơi lòng cô trong vời một người xa cuối trời nơi đây việc ngang cách dài em ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi bỏ áo không xưa mình ước quý hoàng đừng bàn tay chích nà dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ đường xưa em đi thời gian cố bên gì đã còn kia vẫn nghĩ một đêm trăng thanh quạt bên đường vắng tay chỉ còn em với trường anh bước đi có đàm huyền đôi vi ngóng theo đường vắng quê hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió đến nơi lòng cô trong mời một người xa cuối trời đây viên gác cánh dài ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong xưa mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường.
nửa xưa em đi, thời gian cố quên gì đã một kia vẫn ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn con. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hay quá, giọng dạ, hát hay quá. Của mình, tôi về vì mẹ cuộc đời đi dọc thời gian, cơn gió ngược đường nặng thêm nhịp bước, bao vất vả và cùng đầy phía trước, chữ nặng vai gầy những nỗi lo toan. Tôi về xin mời cô ngồi đây, và chắc là Kim Anh sẽ nói một vài lời trong chương trình ngày hôm nay. Mẹ. Cái gì cũng mẹ cả. Dạ. Em xin kính chào quý vị đạo hữu, kính chào các anh chị nghệ sĩ cùng các anh chị em có mặt tại hôm nay. Em đây là Nguyễn Thị Kim Anh, đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Dạ, thật lòng em rất là vui, không biết nói làm sao đâu nổi rồi. Lúc này như cả nhà thấy em và các bạn ở đây đều là những người khuyết tật nặng, nhưng chúng em có một điểm chung qua đời yêu thơ. Nhờ duyên đến với thơ, chúng em gặp anh Nguyễn Ngọc Cao, người có tấm lòng nhân ái đã tạo điều kiện cho chúng em hội ngộ tại hôm nay. Như một người mình cứ được chơi hội ngộ thì rất là đơn giản đúng không? Nhưng đối với chúng em thì đó là một ước mơ, được ra như một con chim được số rộng ra thế giới bên ngoài vậy đó. Nên mình, em thật sự rất vui. Một lần nữa em xin thay mặt bố và cùng cảm xin cảm ơn với anh người đi học ra đến ban tổ chức, đến các anh chị ca sĩ nghệ sĩ có mặt bàn hôm nay đến chung vui của chúng em. Em xin chân trọng cảm ơn nhiều ạ. Dạ vâng, xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được cảm ơn Kim Anh đã có mặt trong không gian ngày hôm nay cùng đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho Kim Anh sẽ có được nghị lực, chúng ta tiếp tục sống và cống hiến cho cuộc đời. Cảm ơn người bạn tuyệt vời của Kim Anh. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, ngoài nghệ sĩ Ngọc Sa và chúng ta Đỗ Thị Ngọc thì đồng hành cùng với chương trình đó là Hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt Đà Nẵng, là người đồng hành tổ chức. Thì trong ngày hôm nay là xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị, đó là một thành viên của Hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt là nhà thơ Trần Phước Hợi. Anh Trần Phước Hợi hiện nay bệnh tật rất là hiểm nghèo. Kính thưa quý vị, đến thăm nhà thơ Trần Phước Hợi trong một cái không gian, một cái phòng trọ, hiện nay anh đặng bà vợ của anh từ Quế Sơn chuyển chồng ra thuê một cái phòng trọ nhỏ hẹp ngay khu vực trung tâm Đà Nẵng để chạy chữa bệnh thận cho anh ở phía cuối đời. Ở phía cuối con đường thì cuộc đời ai cũng khát khao được hạnh phúc cả, nhưng mà may mắn không đến với nhà thơ Trần Phước Hợi của ông ta. Bệnh tật thì quá hiểm nghèo, nhưng mà kinh tế gia đình thì ngày một sa sút, chị phải bỏ việc ở nhà cùng ra đồng hành cùng với anh để giữ lại mạng sống. Nhưng thơ dường như là nguồn động lực tiếp nhận cho anh tiếp tục vươn lên cuộc đời này. Anh đưa khi đến thăm anh đưa tôi xem và mở cho tôi nghe những bài thơ anh viết được diễn ngâm qua các trang mạng. Đây là niềm vui, niềm an ủi lớn của mình. Càng khắc khỏi về nỗi buồn bệnh tật, mình càng đắm chìm trong thơ, anh tâm sự. Nhìn anh tôi thầm nghĩ, có lẽ không mấy người bệnh tật làm thơ đến mức như anh. 14 năm chung sống với bệnh, mà toàn những bệnh sinh tử, anh vẫn thì thầm cùng thơ như người tri kỷ với cuộc đời mình. Dạt dào cảm xúc mãi yêu thương, Đà Nẵng chiều nay thấy vắng vương, Hải Phòng kịp ván làm sao xuyến, thơ thẳng mình ta dạo phố phường. Xin mời quý vị, hiện nay không gian của chương trình trang thơ của Hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt hiện nay có chia sẻ để tiếp sức cho nhà thơ Trần Phước Hợi của ta tiếp tục để vươn lên trong cuộc sống. Và mời quý vị cùng lắng nghe thi phẩm của nhà thơ Trần Phước Hợi qua giọng ngâm của nghệ sĩ Ngọc Sang. Mời quý vị cùng thưởng. Đó là bài thơ Chiều Nhung Nhớ. Thank you.
che phủ cả không gian. Đà Nẵng ơi lòng mãnh mãi dâng tràn, lòng lặng lẽ bên sông Hàng Hoài. Lục kỷ niệm anh nghe lòng bỡ ngỡ bên cầu rồng, gặp gỡ phút đầu phút vô tình chắc có lẽ phải có duyên, nay gặp lại miên man buồn ngỡ ngàng. Ngày xưa ấy bây giờ em đổi khác, anh ngồi đây lòng nuối tiếc xuân sang luôn hỏi vòng, nghe gió thổi lòng ta nghe lặng trong ngồi mơ màng trong ngóng hướng mơ Thank you.